Bơ, mau high five. High five. Nói tiếng rồi nói. Hey. Okay. What's up, mẹ tao cho mà mới xin mời cho mình vlog mới tiết. Ok, chắc là mình là cái hết. Yeah. Yeah. Ok, cả lại cứ ngày nắng cứ team nhóm. Team cái? Autumn. Yeah. Autumn, một đời nhóm thơ prank này tao khi mơ ngày mùa nó. Yeah, so là cứ nhóm, nâng cơm nhóm. Cứ mà tọa bà cho mỗi cơm xin cái? Highlander FC. Oh, but Highlander, nâng bật chụp cơm Highlander FC. Chừng là nhưng mà tọa bà là nhóm khan lấy bà mà anh cứ chết mà chẳng là chẳng là chẳng là chẳng là chẳng là chẳng là chẳng. So, yeah, lỡ cái nhóm mò tơ mò tập ban ở pin nè té, tụi mày bật đèn đâu chứ mua? Period. Yeah, so smart. Yeah, nó chụp chụp lắc đấy. Bao ngày chán rồi. Ngày đã bầm môi. Yeah. So là còn đã score nhau mà. So chạm khi mò tiết, chạm chưa chập tam vlog kiệt. Ok, peace out. Ok. Ok, lỡ có bạn Ravid, Rosart, để đã bầm bơ bơ. Lời cứ dân mau ban bay nè ấy từ ra biết ơi nâng mà ở phía rất nâng nhóm so lời chăng cái lỗ như cái máu hay là khi dân mau tiền tại ở toàn có đang là cái máu ấy sáng giờ và dân thơ bia đồn tích hay nâng crom thằng ở crom cứ dân show crom ở phía ấy maybe số bạn má cái nâng má mang quá ê sự không tốt ấy mang quá trời mẹ lời dân chăm nhiều dân máu giảm từ à giảm tới trăm lên hoặc nhờ cái pizza là co dân máu mười tỷ đó nhiều mới chỉ ngon một ngoài đẹp mà mau về nè mẹ này chụp ôn này về nè cái nó nghe qua bị xí bà sảy lại lấy lại lấy gì clang ấy ok sốt bãi không ok cả lời cứ dân máu cúp ni hơi ok lời cứ nhôm hiệp cho lên nhảy lời cùng thực hiện đồ cả thầy nghe kể từ đáng khăn này cứ chanh lối. Bà ơi, nàng mẹ bình chân. Ok, rồi bà. Nên học thêm score coi đó. Mr. Tư on the mic. Never told. Ok. Mr. Tư hả? Lấy cư nhóm cả lá con mừng rón. Cư mà anh đôi nhạc đó khi 30 bia rồi tính ấy. So yeah, cả lá con mừng rón đôi mình đôi chia. Xâm nàng. Rạt hay nâng. Từ từ nâng cái lá cờ mình mà tia này học nhiều lấy chặt đam lấy nhưng cũng là rong tô gì nhưng mà đừng là những bên chỗ lấy này là cái con ói đấy phải chỉ ôi bỏ không ấy thực ra là không được chỉ số nhiều lấy giờ xin chơi this vlog and peace out yeah. ហើយក៏ខ្វះទៅជើងរីតាសិនយៀលស្លេតើហើយហ្គាយអាឡូវគឺខ្ញុំមកដល់អូស្ទ្រីវិញហើយពេលបានបីបួនមួយខែចូលមួយខែបានអ្នកនរនេះបានមើលប្លុកនឹង មួយគុណហ្វូនហ្វូនអ្នកទាំងអស់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជាបញ្ចប់គឺខ្ញុំសប្បាយមែនទែនព្រោះគឺទៅខ្មែរ very awesome គឺបានទៅលេងផ្ទះហើយមួយទៀតគឺអត់មានកន្លែងណាដែលកក់ក្ដៅជាងផ្ទះយើងទេគឺផ្ទះយើងគឺកក់ក្ដៅខ្លាំងមែនទែនគឺបានទៅជួបម៉ាក់ទៅជួបប្អូនពូម៉ាក់យេអូខេនិយាយដល់ពូម៉ាក់គឺចឹងខ្ញុំសូមពរដល់អ្នកទី12ទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ទៅប្រឡងទី12ឆ្នាំហ្នឹង គឺសូមជូនពរគាត់ជួបទាំងអស់គ្នាយេសូយេឧទ្ធរនៅលើអ្នកនរគ្នាឃើញមកដល់នៅហើយនេះអរប្រឡងទី12អាគឺសូមឲ្យពូម៉ាក់ម៉ានៅលើហ្នឹងបាទគឺសូមមកជូនពរជួបទី12ទាំងអស់គ្នាអូខេដល់គ្នាប្រឡងហ្នឹងគឺខ្ញុំថតថ្ងៃទី6ខែ8ចឹងហើយពួកគាត់ប្រឡងថ្ងៃទី16ចឹងនៅសល់តែ13ថ្ងៃទៀតទេគឺដល់ថ្ងៃពួកគាត់ប្រឡងគឺខ្ញុំសូមជូនពរដល់អ្នកនរគ្នាសុខភាពល្អតំណាងល្អនៅពេលថ្ងៃប្រឡងបាទចង់មកញ
30រៀលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងធ្វើគ្នាឈឺជើងមើលទៅពេទ្យអត់បានទៅរៀនអត់បានទៅដើរលេងហើយខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តមែនតើដែលបានទៅខ្មែរសប្បាយមែនតើដែលបានឃើញមុខអ្នកគ្នាដោយការមរៀមដៃ10ដោយការញញឹមស្វាគមន៍ welcome you មែនតើអរគុណច្រើនមែនតើណាមួយគឺមហូបឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយ so yeah ជាចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទមី Smith ជួបប៉ុណ្ណឹងទៅ12ទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រឡងជាប់ហើយជួបខ្ញុំបាទមី Smith នៅ vlog ថ្ងៃក្រោយទៀតបាទដឹងថ្ងៃណាទេព្រោះថាជាប់រៀនវល់ដែរអញ្ចឹង yeah Peace out. Yeah.